Xin mời các chị và các bạn chúng ta cùng xem qua video mà Long sẽ khắc tên lên mẫu bình giữ nhiệt này ha. Trước khi khắc mẫu bình giữ nhiệt này thì Long muốn giới thiệu cho các anh chị về thông tin mẫu bình giữ nhiệt ha. Đây chính là mẫu bình giữ nhiệt của thương hiệu bình giữ nhiệt Lock & Lock nha các anh chị. Với mã sản phẩm là LHC4227 nha các anh chị. Và mẫu mà Long đang cầm trên tay nó có màu trắng nha. Với dung tích tầm khoảng 400ml nha các anh chị. Và đây chính là phần hộp của mẫu bình giữ nhiệt này. Bên trên này thì Long thấy có một số thông tin rất là hữu ích này. Ví dụ như là mẫu bình giữ nhiệt này các anh chị được làm bằng inox 316 ha. À, chứ không phải là inox 304. Inox 316 thì nó sẽ giữ nhiệt tốt hơn này, cũng như là nó chống được tình trạng rỉ sét tốt hơn nha các anh chị. Rồi kế tiếp đó chính là cái phần nước sơn này, là dạng nước sơn chống được dấu vân tay này, nó chống được cái tình trạng bong chóc này, cũng như là chống được cái tình trạng là bị dơ các anh chị ha. Nói chung là làm sạch nó khá là dễ dàng thôi, nó không quá dơ đâu. Thậm chí là ví dụ cái mẫu màu trắng như thế này này, các anh chị cứ tự tin mà mua mẫu màu trắng này ha. Nếu như mà các chị thích màu trắng ha, nó không quá dơ đâu. Rồi ở phần đế này các chị nó có thêm một cái lớp silicone ha, để mà nó chống trơn trượt cũng như là bảo vệ được cái phần đế bình ha. Đặc biệt là cái mẫu bình này này, nó nhỏ gọn như thế này các chị, cho nên là rất là phù hợp cho trẻ em ha. Và nếu mà có trẻ em thì Long nghĩ là cái phần đế này rất là quan trọng ha. Rồi mẫu bình dưới này cũng có một điểm rất là đặc biệt, đó chính là cái phần nắp này là nắp giả gỗ các chị ha. Các chị thấy một cái mẫu bình nhiệt suông như thế này và nó có cái phần nắp ở đây, nhìn rất là xinh luôn. Và phần nắp này được làm bằng nhựa chịu nhiệt nha các anh chị. Đấy, và bên trong thì chúng ta còn có thêm một cái phần gọi là phần lọc trà hoặc là phần chặn đá nha các anh chị. Đấy ha. Mẫu bình giữ nhiệt này thì Long thấy là khá là tiện lợi, nhỏ gọn ha. Các anh chị có thể để vào túi áo khoác này, hoặc là các cái hộc của ô tô này, thậm chí là hộc của xe máy các anh chị vẫn có thể để được luôn ha. Có một số cái xe máy nó có cái hộc ở bên này, các anh chị vẫn để vừa ha. Các anh chị có thể cho con của mình đựng nước để mang đi học ha, rất là tiện lợi. Phần nắp này cực kỳ kín luôn, các anh chị đổ nước vào, các anh chị dặn chặt lại và các anh chị cứ để vào ba lô ha, không hề có hiện tượng bị đổ nước đâu nha các anh chị. Rồi xin mời các anh chị chúng ta cùng xem qua video khắc mẫu bình giữ nhiệt này ha. Nếu như các anh chị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu bình giữ nhiệt để các anh chị có thể khắc tên này, hoặc là khắc logo lên bình giữ nhiệt để làm quà tặng doanh nghiệp, hoặc là các anh chị có thể làm quà tặng cá nhân, thì các anh chị có thể truy cập vào website là bìnhnướctin.com ha, để các anh chị có thể lựa chọn cho mình một mẫu bình giữ nhiệt theo nhu cầu của mình ha. Tại Bình Nước Tin thì chúng tôi có thể in logo này và khắc logo cho các anh chị ha. Bình Nước Tin cần phải in với số lượng tầm khoảng là 100 bình trở lên nha các anh chị. Còn khắc thì một bình cũng có thể khắc và giao cho các anh chị. Nếu như mà các anh chị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Bình Đức Tin có thể giao cho các anh chị trong vòng 2 tiếng đồng hồ, còn ở những tỉnh thành khác từ 2 cho tới 3 ngày nha các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị và đừng quên đăng ký kênh để các anh chị có thể theo dõi những video khác nha.